Wow, ngon không? Đây là một món bổ dưỡng, món ngon bổ dưỡng cho gia đình. À, dạ dày heo khá mềm, rất ngon hấp dẫn ha. Một lần mình nấu ăn không hết thì để tủ lạnh, hay lúc thèm thèm mang ra nấu lại ăn ha. Giờ mình cho táo tàu, táo tàu cắt lát rất nhanh mềm, cho thêm đầu hành, nấm hương, cà rốt, rất ngon, rất hấp dẫn. Đây là món ăn thanh mát bổ dưỡng. Một ký hai giò heo, chặt miếng lớn lớn một chút, một muỗng cà phê muối, hai muỗng canh rượu. Xử lý giò heo cho nó thơm, trụng qua nước sôi 3 phút, sau đó đi rửa lại, ra hết cái xương dâm rồi để cho nó khô. Giờ lấy ra đi rửa sạch, nhổ hết phần lông còn lại và lấy xương dâm. Mình dùng 4 cây xả đập dập các khúc. Mười gam gừng. Hai trăm năm mươi gram củ sen, cắt lát hơi dày một chút, dùng thêm 3 củ hành tím. Mình dùng 3 lít nước đây ăn với bún với mì, là một món bún giò heo nấu mì trứng rất là ngon. Cho củ sen, một món ngon bổ dưỡng cho gia đình. Hành tím, xả, gừng, dùng thêm 200g hạt sen tươi, hai mươi gram đường phèn, một muỗng canh hạt nêm, hai muỗng cà phê muối. Các bạn hầm lửa nhỏ 45 phút cho giò heo nó mềm. Thêm được quả rốt 100g, cắt lát mỏng. Hành lá, 20g hành lá cắt khúc. Ít ngò rí, cắt nhỏ. Ngò gai cắt nhỏ. Thêm một ít ớt. Dùng thêm 20g nấm hương, ngâm nước cho nó nở. 40g táo tàu khô, 10g kỳ tử mang ngâm nước. Wow, ngon không?
Dạ giò heo khá mềm, rất ngon hấp dẫn ha. Giờ mình cho táo tàu. Táo tàu cắt lát rất nhanh mềm. Cho thêm đầu hành, nấm hương, cà rốt, nêm thêm 2 muỗng canh nước mắm, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Ăn với bún với mì nêm đậm đậm chút. Nấu thêm 10 phút. Anh chị và các bạn nên nếm theo khẩu vị gia đình. Đây là một món bổ dưỡng rất ngon, rất hấp dẫn. Một lần mình nấu ăn không hết thì để tủ lạnh, ai muốn thèm thèm mang ra nấu lại ăn ha. Cho thêm kỳ tử, hành lá, tuyệt vời. Một nồi giò heo hầm củ sen, giò heo hầm hạt sen, thơm ngon bổ dưỡng. Anh chị và các bạn thấy video này hay, nhớ like, share, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ ha. Rất ngon, hấp dẫn. Đây là món ăn thanh mát, bổ dưỡng.